manh động, liều lĩnh. Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm sinh năm 1987, kẻ dùng súng giả cướp gần 800 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở Thừa Thiên Huế, gây xôn xao dư luận cuối năm 2016, đã bị kết án 15 năm tù. Theo cáo trạng, do cá độ bóng đá thua nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ngân hàng để có tiền trả nợ. Đối tượng đã xông vào dùng súng bắn nhiều phát nhằm uy hiếp, đe dọa nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng cùng một số giấy tờ và tẩu thoát. Tại phiên tòa xét xử, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi này của bị cáo rất nguy hại cho xã hội nên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm 15 năm tù.